Nhóm Thương Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay con rất là vui luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ, rất là yêu quý bé Trân. Và ngày mỗi tháng chú đều gửi tiền về cho em. Thì hôm nay thì là tháng 9 của năm 2022, xin mời các cô chú, anh chị và các bạn vào tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình nha. Xem hôm nay thì gia đình cuộc sống ra sao ha. Chào con nha. Dạ. Em chào anh. Chào chị mới tới. Dạ. Dạ. Chiều nay anh ở nhà hả? Dạ, có thêm đi cô. Dạ. Dạ. Chào em Trân nha. Hôm nay chị đến thăm em nha. Trân ơi. Trân có thể biết em không chị? Khi Trân ơi, cái nó dòm lại, nhiều khi nó không dòm. À, tức là em đứng cao quá là Trân sẽ không thấy em đúng không? Lên đây ngồi đi. Dạ. Dạ. Mình ngồi lên cùng với em luôn hả chị? Được không chị? Được, bình thường. Dạ. Vậy em xin phép nha. Trân ơi. Trân. Hôm nay chị đến thăm nè, có nhớ chị không? Có nhớ chị không? Ừ? Chắc không biết em là ai đâu. Dạ. Nhìn vài lần á, nhìn rồi coi rồi mới biết. Biết rồi gặp là bây giờ chắc dạ. Chắn. Hôm nay không biết là sức khỏe của Trân có tốt không chị? Thấy rồi kìa. Đấy cũng bớt bớt giật không hồi bữa. Dạ. Trân có ăn uống gì, uống sữa gì được không chị? Ăn ít mà uống sữa thì nhiều. À, ăn cái gần như nó giật rồi cái là còn cổ nó bị hẹp hay là sao, ít ăn cơm được có uống sữa nhiều. À, anh chị có mong muốn là mình cho Trân một chiếc xe để mà mình ra mình tắm nắng cho Trân không? Ví như sáng cái chị để lên chiếc xe đó đó, rồi xong chị đẩy Trân ra ngoài nắng nó giống như là nó hấp thụ được cái vitamin đó, nên Trân nó sẽ tốt hơn á. Anh chị có từng nghĩ như vậy không? Có từng nghĩ như vậy mà không có mua được. À, tức là có suy nghĩ qua dạ. Nhưng mà do điều kiện gia đình hay chị sao? Cũng chị cũng có cái ghế mũ đó, cái mũ đỏ đó chị ảnh hàng trước kia, chị cũng để cái ghế mà đó chị dịnh cho nó ngồi. Dạ. Nó có xe đẩy mình đẩy nó đi tới lui vòng vòng kia nọ cho nó thoải mái hơn. Dạ. Rồi anh chị có nghĩ là cái xe đó khoảng bao nhiêu tiền không? Không biết. À, không biết ha. Dạ. Dạ. Nhưng mà mình anh với chị có nghĩ mắc hay sao mà anh với chị không có mua ha? Đó giờ không nghĩ cái xe đó nó cũng mắc lắm, cũng 7-8 triệu gì á. À, mình không có khả năng mà để mua cho bé. Dạ. Tại vì em thấy để Trân nằm như vậy á thì cũng không có hưởng được cái vitamin đó. Dạ. Dạ. Chị có mua cái ghế mũ đỏ, ghế dựa đó, cái chị nắng sáng cái đầu chị ẩm ra ngoài đó cho bé ngồi chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ cái đầu ẩm vô. Dạ. Là Trân có thể ngồi được hả chị? Có ngồi được, nhưng ít giật quá thì ngồi được, còn giật quá ngồi không được bất dịnh. Dạ. Quá nó yếu dữ lắm. Chị có thấy chiếc xe đó như thế nào không? Thấy có chiếc xe thì cũng người ngồi, có người sau lưng mình đẩy. Thấy ông bác anh có chiếc xe đó mà cũng đẩy tới đẩy lui. Ông khi ông có, ông thì như ông còn ấy được thì ông bấm máy ông chạy được. Còn gì nó không có mình như mình để nó ngồi mình đẩy cũng được. À. Đẩy nó rẻ tiền hơn, cái đó nó mắc hơn. Vậy có chiếc xe vậy thì Trân sẽ thích hơn, rồi ra ngoài cái gặp bà con hàng xóm rồi này kia đó, dạ, bệnh tình sẽ tốt hơn. Dạ. Vậy tới luôn kia nọ mà nắm đâu có nổi đâu. Dạ. Vậy hôm nào có dịp á thì em sẽ có thể dẫn anh chị á mình xuống dưới mình tham quan, mình xem cái xe nào phù hợp cho Trân đó. Thì chắc sẽ lên nhà anh chị gặp anh chị ha. Dạ. Dạ. Em cũng muốn là Trân sẽ mau khỏe. Với lại đi ra ngoài với không khí môi trường bên ngoài đúng thì rồi. Gặp mấy đứa nhỏ nữa nó sẽ thích hơn. Nó hấp thụ nó chơi nó này kia nọ nó thoải mái hơn. Như cái nó khỏe nó ít giật thì nó ngồi nên nó được. Dạ. Chứ mình để Trân ở trong vậy thì em thấy sẽ không tốt, sẽ không được tốt cho Trân. Ngồi cho một biết còn chịu không nổi thì dạ. Vậy chị ẩm vô cái phơi nắng tí tí ẩm vô đây cái đầu chị để lên dinh đùi chị dựa chị ẩm bé đỡ lên. Dạ. Đỡ lên cho nó ngồi chừng tiếng nữa tiếng chị để xuống. Dạ. Thấy ra đâu có nổi đâu. Chị chăm sóc luôn cho Trân rất là tốt luôn á. Ăn uống nó còn cái nó giật sáng đêm. Ăn uống được đâu. Dạ. Bắt vô tiếng lên nó để nằm quay đầu đây nè, quạt lên cái nó nhìn quạt quả nó coi. Nó giật quá, nhìn, cô cho ăn cơm lại như nhạt mỏng vậy nè, bữa nó coi chết rồi. Dạ. Thịt cưng phải bầm nhuyễn ra. Rồi nấu canh có nước nhiều rồi để cho bé nó hấp chứ để mà có nó nguyên sợ là nó nhạt nó cổ và hổng tưởng chết. Hết hồn chết hết trơn. Dạ. Tại vì cái đường hô hấp cái đường ăn uống nó khó. Anh hôm nay có đi làm không anh? Có, đêm nào cũng đi chứ, nó cô. Dạ. Thường là anh đi mấy giờ đêm? Cả khi 7 giờ tối mình đi, cái có 12 giờ 1 mình đi. Giờ đăng cốt khai đi. Khi cái phía có mở 12 giờ mình đi tới sáng mình về.
Dạ, như vậy là chăn ở nhà là chị lo hết? Có bà xã. Dạ. Ban ngày mình ví dụ có gì nữa đi chợ đi búa, bà đi đâu mình nhà mình phụ tiếp. Dạ. Vì ví dụ như bà mệt thì bà nghỉ, mình tới mình cũng canh nó. Dạ. Vậy do sáng nay rồi tối đêm hôm mình làm có ớt gì không chị? Làm được 1 ký mấy ớt? Không, được 1 ký ngoài ớt chị cô. Mình bán được khoảng bao nhiêu ký ngày chứ? Ớt nó nhỏ nhỏ 40 ngàn ký. Có 40 hả? 40 ngàn. 1 ký mấy là được vài chục không? Vài chục ngàn, 100 ngàn. Rồi tiền xăng chưa kể nữa. Rồi tiền xăng này cái mình không tính, dạ. Như tiền xăng mình bỏ đi. Anh chị có nghĩ thêm một cái nghề nào để làm cho khá hơn không? Ở đây mình thấy không biết nó làm nghề gì nữa giờ. Dạ. Mà mình thường là anh giỏi về công việc gì anh? Giỏi chuyện ngoài đồng không à? Anh chăn nuôi. Chăn nuôi nhiều khi chăn nuôi rồi. Rồi. Có chăn nuôi rồi cái lỗ lã cái rồi có thiếu nợ thiếu nặng mấy triệu bạc cái chăn nuôi á. Cái nó lương nó rẻ quá cái nó hao hụt cái chết rồi còn mắc nợ mấy triệu. Có lời, lỗ. Đó giờ tặng chăn nuôi lương với anh đi xì quậy bạ vậy thôi. Nhưng mà những năm trước thì mình mặn có lời hả chị? Đúng rồi. Dạ, mấy năm trước mặn có lời. 2 năm trước mặn có lời lắm. Anh chị là mình nuôi, cái đó là nuôi sao chị? Mình đóng bồn nó đàng hoàng, cái mình chắc vô bao nhiêu đất nhỏ nhỏ vậy nè. Dạ. Chắc tới lên cho nó 4 lớp rồi thêm 1 lớp đất nữa. Dạ. Mình thả giống vô. Dương ơi, vô thôi ba, ta đào cho cháu mẹ rồi mẹ con chuyện chú ơi. Thả giống vô rồi đó là nó tháng đầu cái nó hao quá cô ơi. Mẹ con chuyện, mẹ con chuyện đi con. Nó hao quá rồi cái ví dụ giải 100 kg không nó hao chỉ là nó chịu hao rồi còn 2 kg luôn. Ồ dạ. Mình lỗ sâu luôn đó. Dạ. Tại vì cái năm vừa gọi tôi đi Bình Dương đó là tôi bị lỗ lương đó tôi đi. Dư. Dạ. Như em đem em vô. Dạ. Nhà con nhà chị mặc đi con nhà chị mặc đồ vô. Tôi lỗ lương đi Bình Dương năm mà vừa gọi đi bị bệnh dịch á. Dạ. Lên cảnh ở trong nhà trọ 3 tháng trời luôn, nguyên gia đình đâu có gì được đâu, đâu dạ. Có xeo gì đâu ai cho gì đâu. Dạ. Mà mắc con bé này nữa, nó chảnh nó sợ mà chảnh là cái vợ người ta chết dữ lắm luôn. Dạ. Rồi sợ đi rồi nhiễm bệnh rồi cái mẹ con cái vợ chồng cách ly xa xa nhau sợ con bé này nữa. Trời ơi, chị sợ 3 tháng trời chị sợ muốn chết. Còn hôm mà về được rồi ha, nhỏ gái nó bao xe rồi mẹ con đi về về thôi sao về cách ly với huyện hết 10 ngày. Ôi chị được cách ly luôn á hả? Cách ly không cho về nhà luôn. Ủa gì đó lúc chị cách ly tháng nào? Đâu tháng 9 hay gì không? Tháng 9 về hả? Tháng 9 hay vậy? Tháng 9 vậy. Hết chơi nhà tưởng đi về tới nhà mừng quá trời mừng, hồi tới huyện còn có cách ly 10 ngày. Nó bắt cách ly. Mà cách ly với con bé này mập thù lù luôn, ăn tối ngày nó ăn á, nó mập thù lù luôn. Thì cung cấp mình ăn đầy đủ. Dạ. Nói chung giai đoạn đó cũng rất là khó khăn nhưng mà nhớ lại thì cũng có nhiều kỷ niệm. Dạ. Công nhận hồi cha sinh mẹ đẻ giờ nay tôi 49 tuổi tôi mới có lần đó. À chảnh chẳng đó nó chết rồi chảnh rồi đó. Sợ ra trời sợ luôn rồi. Đúng là cái gì cũng khó khăn hết trơn chị ơi. Dạ. Chắc bây giờ cái gì cũng khó hết trơn. Nhưng mà cũng có vui có buồn lúc khu cách ly á. Dạ. Cách ly nhờ cách ly cái nguyên cái trọ cái phòng nó nên trong nhà 7 người là 7 người trong 6 người trong cái phòng là trong phòng 7 người không có ai tới luôn trên. Có toilet luôn. Con bé này người ta sợ nè, có dạ. Người lạ đi vô rồi kia cái hơi nó nhiễm. Dạ. Nó có bệnh nền đó. Dạ. Anh chị ơi, hôm nay thì em cũng đến thăm, thì em cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ đó. Thì chúng cũng có gửi gắm tình thương dành cho Trân rất là nhiều. Thì mỗi tháng thì chú sẽ gửi về một cái số tiền để mà cho anh chị trang trải trong cuộc sống và lo cho Trân nha. Thì tháng này là của tháng 9 của 2022. Thì em đại diện cho chú, cho tặng đến gia đình anh chị nha. Thì mỗi tháng là chú gửi về cho em là 100 đô. Dạ, chị mở ra xem nha. Dạ. Dạ, bao nhiêu chị? 2.3 triệu. Dạ đúng rồi, là 2.3 triệu. Dạ. Em cũng rất cảm ơn chú Hùng Vũ thương bé Trân giúp đỡ cho em, cho Trân có tiền ăn uống sinh hoạt này kia nọ. Em rất cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn chú Hùng Vũ với cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng giúp đỏ gia đình của tôi. Dạ. Cho bé Trân cũng khỏe. Dạ, nhờ số tiền này anh chị đỡ vất vả. Dạ. Con cũng đại diện cho gia đình Trân thì cảm ơn chú Hùng Vũ rất là nhiều. Đã yêu quý Trân, xin chúc cho chú luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Dạ, con cảm ơn chú. Chào chú, chào các bạn. Chú có phước lắm nè. Dạ.